còn chi. Nó nói vậy. Mà nói vậy thì không biết nó có nghe hay không. Mà nói vậy thì không biết nó có nghe hay không. It's the one and only Digo Double G. Yeah, yeah, yeah. You know the West Coast is back for all you suckers. À, cô ở nước ngoài cô không hay. Bà bị chấn thương á thì đó nó giấu, nó không cho biết. Nhưng mà mình đọc báo mình biết thì cô nói thôi đừng có đóng phim hành động nữa, sao không đóng hoa dây hoàng hậu hay công chúa gì đi, là ở trong mát mình cho đẹp, cho cũng nhìn cái sao cái đi đánh lộn không à. Hay là thôi đừng sản xuất nữa, đóng cho Hollywood đi cũng được rồi. Đóng cho Hollywood đi cũng được rồi. Nào nó không nào nổi tiếng bao nhiêu đủ rồi, không có cần nữa. Bây giờ cô muốn thấy nó có một cái máy âm giống như bao nhiêu người khác. Rất là xúc động, tôi vui mừng tới nghẹn ngào luôn, cảm xúc rất là phấn khởi và rất là mừng, vui mừng cho con, mà có những giọt nước mắt nó dâng trào bởi vì quá hạnh phúc. Những người bạn thì đọc báo nó nói sướng quá, có con gái giỏi quá, nói vậy á, mình thấy mình cũng vui, cũng thấy cũng hạnh diện. Cô sẽ nói bây giờ con thôi con làm nhà sản xuất đi, con đừng đi đóng phim vậy nữa, cực khổ quá. Mình cái đó sức khỏe còn một con thì rất là ốm yếu, sức khỏe không có đủ mạnh mà đi đóng mấy cái phim đó là hao mòn sức khỏe lắm, thôi đừng có đóng, hay là thôi đừng sản xuất nữa, đóng cho Hollywood đi cũng được rồi, mình đóng cho người ta mình nhẹ cái đầu óc mình đỡ áp lực hơn là mình sản xuất. Mà nói vậy thì không biết nó có nghe hay không. Nhưng mà nó hứa lần này là nó thôi đóng rồi, nghe cũng mừng. Cô nhắc hoài đó chứ, cô nhắc hoài đó chứ. Mà nhắc cũng vậy à. Chị Vân nói vậy chứ mà má không thấy nha, có nhiều người cũng lập gia đình rồi cũng ly dị đó. Tại sao hối con chi, nó nói vậy. Ước ao nó không nổi tiếng bao nhiêu đủ rồi, không có cần nữa. Bây giờ cô muốn thấy nó có một cái máy ấm giống như bao nhiêu người khác, cô nói vậy. Cô ở nước ngoài cô không hay, cô không hay là nó đi đóng phim, cái phim Dòng Máu Anh Hùng đó cô không hay, tại vì nó đăng ca hát mà nó cũng giấu cô, nó đâu có cho cô biết, tại vì đang thu nhập tốt rồi bỏ đi đóng phim như vậy rồi vất vả nữa, rồi nó có chấn thương nữa, cô không hay biết gì hết, rồi tới chừng rồi hết mới biết. Thì cô nói thôi đừng có đóng phim hành động nữa, sao không đóng vai hoàng hậu hay công chúa gì đi, là ở trong mát này cho đẹp, cho thương nhìn cái xong mà cứ đi đánh lộn không à. Mà là tại nó thích vậy rồi biết sao giờ. Có kêu thôi đóng, nó nói đóng bộ phim này rồi nó nghỉ. Rồi thôi cũng ráng nén lòng. Nhưng mà những cái phim trước mà nó bị chấn thương á, thì nó giấu, nó không cho biết. Nhưng mà mình đọc báo mình biết. Rồi mình cũng lo. Rồi không biết làm sao để... Bây giờ nó đương vậy rồi mình đâu có kêu nó ngưng được. Cho nên khi mà nó tới chừng nghe nó đóng máy rồi mừng là dữ lắm. Rồi cũng không ngờ là nó thành công được như ngày hôm nay. Rất là bây giờ thì rất là hạnh phúc. Xem được 4 lần rồi mà lần nào cũng xúc động hết. Có những lúc sợ hãi, có những lúc cảm động. Rất là hồi lúc mà nó đi đóng cái phim này thì tôi rất là xót xa, tại vì thấy dưới ánh nắng 39 độ mình thấy con mình đang ở ngoài nắng, mình xót xa, với ở ngay phim trường thì đâu có ăn uống rồi tạm bợ thôi, cho nên mình rất là xót, trông cho nó qua mau. Rồi bây giờ thấy nó thành công vậy rất là vui mừng.